Xin chào quý độc giả của Báo Đẹp, mình là Đinh Ngọc Diệp, còn đây là mẹ của mình. Mẹ mình thì không biết bắt đầu từ đâu mà Diệp có thể chia sẻ, kể về mẹ cho các bạn nghe được. Nhưng mà mẹ mình tên Phương, 65 tuổi. Nguyên một suốt quãng đời của mẹ, hầu như là mẹ chưa bao giờ làm bất cứ thứ gì dành riêng cho một mình mẹ hết, mà tất cả cuộc đời mẹ là hy sinh tất cả cho con cái và gia đình. Cái tuổi thơ của mẹ không có học đầy đủ, cho nên là mẹ sẽ làm mọi giá mọi cách để cho con với anh con được học đến nơi đến chốn. Mẹ là vậy đó, cứ đến bàn ăn là mẹ cứ bảo là không, mẹ no lắm, mẹ ngán lắm. Mà lúc đó mẹ chỉ ăn canh thôi, mẹ chỉ hấp nước canh thôi, là để giống như là mẹ nhường đồ ăn cho Diệp với mẹ, với anh Diệp vậy đó. Lúc nào mẹ cũng giấu hết tất cả những cái nỗi niềm ở bên trong, và mẹ không bao giờ mẹ nói hết tấm lòng của mẹ ra. Khó khăn vất vả như thế nào cũng một mình mẹ chịu đựng. Mà Diệp thì vô tư, Diệp có biết như vậy đâu, cho nên là Diệp cứ hồn nhiên tận hưởng tất cả những gì mà mẹ dành cho Diệp. Cho dù cuộc sống bấp bênh lên xuống như thế nào thì mẹ vẫn luôn luôn dành tất cả những cái gì tốt nhất, đẹp nhất, ngon nhất, chất lượng nhất cho hai anh em Diệp. Mẹ là một người truyền cho Diệp cái đức tin vô cùng to lớn, bởi vì mẹ luôn nói với Diệp á, cái sự hướng thiện, cái điều thiện, điều lành, nhân quả là luôn luôn đúng. Cho nên đã có những cái thời gian là mẹ dắt Diệp lên tất cả các ngôi chùa, rồi xong rồi mẹ quy y cùng Diệp, rồi mẹ xin ở lại chùa với Diệp bao nhiêu năm tháng để cho Diệp được tốt đẹp lên và biết sống đúng hơn. Bởi vì như mẹ nói á, là trên đời này không có gì quan trọng hết, chỉ có người giàu có nhất là người có nhiều tình thương nhất. Mình có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng tình thương thì mình phải luôn luôn giàu có và đủ đầy. Chỉ có tình thương thì mới làm cho những cái người con lạc lối biết nghĩ đến bố mẹ mà sống đúng đắn hơn. Chỉ có tình thương thì mới giúp cho những vợ chồng mà có thể là gây gổ nhau, hay là sống không nghĩ đến nhau, thì sẽ quay trở lại để mà xây dựng cái hạnh phúc gia đình tốt đẹp hơn. Thì con cảm ơn mẹ, bởi vì cái hai chữ, cái tình thương của mẹ, cái lòng nhân hậu của mẹ đã cho con rất là nhiều cái vốn sống, và đó chính là cái kim chỉ nam dành cho con để mà con có thể là làm hết tất cả mọi thứ cho gia đình và cho hai con của con bây giờ. Có một cái nỗi lo bên cạnh cái nỗi lo về sức khỏe, thì con, tại vì mẹ đang sử dụng thuốc hóa trị về ung thư á, cho nên có những người hợp thuốc thì da rất là trắng hồng và rất là đẹp, nhưng mà con cũng không biết chắc được là sau thời gian dùng thuốc thì mình có bị buông ra, thì có bị sạm da hay là bị nhăn nheo và lão hóa nhiều hơn hay không. Thì chính vì cái nỗi lo đó thì Diệp muốn tìm cho mẹ một cái sản phẩm gì đó mà vừa lành tính kể cả cho người bệnh ung thư, mà lại giúp cho mẹ có một cái sự tự tin, một cái nét đẹp bình vững từ bên trong, làm đẹp cho mẹ từ tận gốc. Thì cho nên cuối cùng là con đã tìm thấy sản phẩm Suhasu là của Hàn Quốc, là có tinh chất từ nhân sâm, được nghiên cứu rất là lâu và một cái độ uy tín rất tuyệt đối, thì con mới dám chọn cái sản phẩm đó và con muốn tặng cho mẹ để mẹ sử dụng. Thì mong rằng với cái sự chuẩn bị này, đến lúc mà mẹ không cần dùng thuốc nữa mà có thể da mẹ sẽ thích hợp và vẫn luôn luôn trắng và hồng như bây giờ. Thì rõ ràng là sau một thời gian mẹ xài sản phẩm thì Ngọc Diệp cảm thấy là mẹ rạng rỡ hơn và đã tự tin yêu đời trở lại. Thì hạnh phúc của Diệp không có điều gì lớn hơn, chính là cái sự mạnh khỏe của mẹ, sự tươi tắn của mẹ và sức khỏe của mẹ. Mẹ rất thành công.